45 của bạn Ngân nha. Bây giờ bạn Ngân đọc bài số 45 cho cô nè, để cô kiểm tra nhé. Nào con đọc chậm, đọc từ từ nha. Nào, để cô kiểm tra. Ơn cân cái cân ăn chăn con chăn bạn thân gần gũi khăn rằn dặn dò bé chơi thân với bạn Lê bố bạn Lê là thợ lặn nặng đồ chơi. Rồi đúng rồi, bây giờ bạn Ngân đọc lại một lần nữa, cô kiểm tra cho bạn Ngân có nhớ bài không nào. Đọc ơn, chậm nào. Cân cái cân chăn con chăn bạn thân gần gũi khăn rằn dặn dò bé chơi thân với bạn Lê bố bạn Lê là thợ lặn nặng đồ chơi. Trời, bạn Ngân nhớ bài, bạn Ngân giỏi quá, bạn Ngân giỏi ơi là giỏi ạ. Thế cô đố bạn Ngân hôm nay là ngày gì nào? 20 tháng 11 là ngày gì nhỉ? Ngày nhà giáo Việt Nam. Ngày nhà giáo Việt Nam hả? Wow, bạn Ngân. Thế bạn Ngân có bài gì hát tặng cô không? Có gì? Giống gì ạ? Wow, tặng cô hoa hả? Con chúc cô mạnh khỏe. Trời, con giỏi thế. Em ơi, tặng mồm con chúc cô mạnh khỏe. Ôi, bạn Ngân giỏi quá. Thế ai dạy bạn Ngân nói câu nào? Con tự biết. Con tự biết hả? Trời, bạn Ngân giỏi quá. Cô chúc bạn Ngân lúc nào cũng học giỏi nha. Nhớ phải ăn nhiều nha. Rồi ăn nhiều để làm gì nhỉ? Có sức khỏe, có trí nhớ tốt, để học tốt nhớ bài đúng không? Trời ơi, con bị Giang Vũ Toàn giỏi quá. Cô cảm ơn nha. Cho bạn Ngân một tràng pháo tay. Yeah. Trời ơi, bạn Ngân dễ thương quá. Thế bạn Ngân có hát tặng cô bài gì không? Đó. À, con hát tặng bài gì nào? Ba là đo hồng dành riêng cho ba. Ba là mái nhà che con và má. Con là đồ hoa đẹp xinh nhất nhà. Nhà mình yêu thương sống vui tuần hòa. Nhà mình bốn mùa rột vang câu ca. Ba có khúc đàn vui tươi rộn rã. Ba hát bài ca con hát trên hòa. Hạnh phúc ngọt ngào hơn cả sô cô la. Ba 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 ma 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 ma. Bạn Ngân hay quá. Bạn Ngân vừa giỏi này, vừa học giỏi này, vừa xinh này, vừa dễ thương lại còn hát hay nữa. Cô chúc bạn Ngân lúc nào cũng hát hay dễ thương nha. Nghe đây cô ôm cái nào. Nghe đây, nghe ôm cô. Ui bạn Ngân, ui trường quá. Học giỏi nha. Cảm ơn bạn Ngân nha. Các bạn đứng. Chúng con chào cô ạ. À. Cô chào các con ngồi xuống. Con chào cảm ơn cô. Cô chào bạn Thảo. Con chào cô. À, hôm nay thì chúng ta sẽ học bài Nắng Phương Nam. Thì bạn ở nhà mình có đọc qua bài mới bạn Thảo ha? Vâng. Nắng Phương Nam, hôm nay đã là 28 Tết. Chắc hoa trên đường Nguyễn Huệ đông nghịt người. Nguyễn cùng các bạn đi giữa rừng hoa như đi trong mơ, đang ríu rít chuyện trò. Cả nhóm bỗng dừng lại vì tiếng gọi. Nè, sắp nhỏ kia, đi đâu vậy? Tưởng ai, thế ra là nhỏ Phương. Nguyễn đáp, tụi mình đi lòng vòng tìm chút gì để kịp gửi ra Hà Nội cho Vân. Có phải Vân hát dân ca Nam Bộ chẳng hề không? Phải đó, mấy đứa mới nhận được thư Vân sáng nay. Tết ngoài đó chắc là vui lắm. Vui nhưng mà lại dễ sợ luôn. Đây nè, mình đọc một đoạn thư của Vân nhỉ. Vừa nói, Vân vừa rút trong túi ra một tờ giấy. Hà Nội đang rã rượi trong những ngày giáp Tết. Trời cuối đông lạnh buốt, những dòng suối hoa trôi dưới bầu trời xám độc và là mưa bụi trắng xóa. Viết ai quá, phải không? Ước gì chúng mình gửi cho Vân được ít nắng Phương Nam nhỉ? Huê nói. Không ngờ điều ước của Huê lại gợi ra một sáng kiến. Phương reo lên, mình nghĩ ra rồi. Cả đám trẻ nhao nhao. Gì vậy? Phương tủm tỉm cười bí mật. Tụi mình sẽ tặng nhỏ Vân một vật ngoài Bắc Cực.
không có vật gì vậy? Cả bọn xoắn xuýt hỏi. Một cành mai, tất cả sửng sốt rồi kêu lên. Đúng, một cành mai chào nắng phương Nam. Cả bọn ớn ở quay đầu lại. Đường quen hoa, nơi một rừng mai vàng thắm đang rung rinh dưới nắng theo tràn ngoài dừa. Trời, cô cảm ơn con. Những bạn Thảo đọc rất là trôi chảy và hay nữa. Con có hiểu bài này chưa? Rồi ạ. Thì bây giờ cô sẽ có một câu hỏi dành cho con nhé. Con có biết là loài hoa mai này ở trong bài Nắng Phương Nam này là loài hoa gì không? Con thưa con, loài hoa mai ở trong bài là loài hoa có 5 cánh và màu vàng ạ. Đúng rồi, con rất là giỏi. Thì con có biết là loài hoa này thì nó thường nở vào cái dịp nào của nước ta không? Con thưa cô là ở Việt Nam thì không có hoa mai, chỉ có ở trong miền Nam thì mới có. Với cả các bạn này muốn gửi cho Vân một ít nắng phương Nam, thế là các bạn ấy quay đầu vào đường Nguyễn Huệ để tặng cho bạn Vân một cái mai. Đúng rồi, bạn Thảo rất là giỏi, nhưng mà bạn Thảo nhầm một tí xíu thôi, là ở miền Bắc của Việt Nam thì không có hoa mai, do là thời tiết lạnh mà không khí lạnh thì hoa mai nó sẽ không sống được, mà chỉ có hoa đào để thích hợp với thời tiết lạnh ở miền Bắc. Còn ở miền Nam thì có nắng, và Tết của miền Nam thì cũng rất là nắng và nóng, cho nên là nó thích hợp, cái khí hậu đó nó thích hợp với loài hoa mai, cũng như con vừa nói là có màu vàng đấy. Hôm nay thì bạn Thảo cũng rất là giỏi rồi, cô cũng rất là khen bạn Thảo, cô rất là vui, con hôm nay cũng rất là giỏi. Chúng ta sẽ cất bài này đi nhé. Thế con có biết hôm nay là ngày gì không? Con nói con là hôm nay là ngày 20 tháng 11. Con rất là giỏi, hôm nay đúng là ngày 20 tháng 11. Thế ý nghĩa của ngày 20 tháng 11 là gì con biết không? Con nói cô là ngày nhà giáo Việt Nam. Đúng rồi, bạn Thảo rất là giỏi. Thế hôm nay bạn Thảo muốn chúc cô điều gì không? Có ạ. Con xin tặng con nhân dịp ngày 20 tháng 11, con chúc con mạnh khỏe và luôn xinh đẹp ạ. Con cảm ơn con, bà Thảo cũng rất là giỏi, và cô cũng chúc con lại là con luôn luôn học tốt này, luôn luôn ngoan ngoãn này, luôn luôn là những gì mong đợi của cha, của mẹ, của các thầy, các cô. Con có đồng ý điều đấy không? Con là con, là con có. Được rồi, cô cảm ơn con. Mọi người ơi, vừa nãy thì mọi người đã xem một cái clip rất là dễ thương đúng không? Thì ngày hôm nay Thanh Hà tranh thủ làm một cái clip thật là dễ thương để gửi tặng mọi người, và đặc biệt là gửi tặng các thầy cô giáo, bởi vì hôm nay là ngày 20 tháng 11. Và hồi nãy thì Thanh Hà có đóng làm cô giáo của bạn Ngân, còn Thanh Hà thì đảm nhiệm vai trò dạy bạn Thảo, học sinh lớp 3, nhưng mà bạn Thảo còn lớn hơn cả cô giáo mất rồi. Thì vừa nãy mọi người thấy không, bạn Ngân đọc chính tả rất là hay và đúng không nào? Bạn Ngân vừa giỏi vừa xinh nhỉ. Cô chúc bạn Ngân học giỏi nha. Và bạn Thảo cũng thế. Thực ra cái clip này, cái tiểu phẩm nho nhỏ xíu này thôi mà ba cô cháu, bốn cô cháu chưa hề được duyệt một lần nào hết, mà khi mà Thanh Hà vừa đi làm về thì đã hẹn ngay Hải Ngân và Diệu Thảo là mấy cô cháu mình nên quay một clip về học bài đi. Thế là hai bạn này ok luôn và rất là hào hứng trong cái công việc là học sinh của cô giáo Hằng và cô giáo Hà. Và như quý vị đã thấy đấy, đọc rất là trôi chảy, cũng giống như là trên lớp vậy đó. Và hôm nay thì Thanh Hằng rất là vui và hạnh phúc khi mà được đóng vai cô giáo của bạn Hải Ngân. Bạn Hải Ngân thì mới học bước vào lớp 1 thôi, nhưng mà bạn Hải Ngân đã biết đọc rất là nhiều chữ, và bạn Hải Ngân còn biết viết tên của bạn Hải Ngân nữa đúng không? Đó, bạn Hải Ngân mới bắt đầu 6 tuổi à? Phải không con? Vâng ạ. Vâng ạ. Cảm ơn bạn Ngân nha. Còn cô giáo Hà thì sao? Thì hồi nãy thì Thanh Hà đảm nhiệm làm vai trò là cô giáo của bạn Thảo. Bạn Thảo thì học lớp 3 rồi, nhưng mà bạn Thảo còn lớn hơn cả cô giáo Hà nữa. Thế bạn Thảo và bạn Hải Ngân có muốn chúc lời gì tới tất cả các thầy các cô nhân ngày 20 tháng 11 không? Hồi nãy chúc rồi, nhưng mà bây giờ mới là chúc chính. Hồi nãy là mình chỉ diễn kịch thôi. Hôm nay mình sẽ chúc chính. Chúc gì nhỉ mọi người nhé? Bạn Hải Ngân chúc trước à? Hay bạn Thảo? Ai chúc trước? Rồi bạn Hải Ngân. Con chúc các cô mạnh khỏe, xinh đẹp và hạnh phúc. Hạnh phúc ạ. Đúng rồi. Thế còn bạn Thảo?
Nhân dịp ngày 20 tháng 11, con chúc tất cả các thầy cô mạnh khỏe và làm tốt trong công việc ạ. Rồi, bạn Hà và bạn Nhân rất là giỏi. Hôm nay cô Hà và bác Hằng rất là hãnh diện với các con. Thì cũng chúc các con là luôn luôn học tốt, luôn luôn là con ngoan, là trò giỏi và đặc biệt là ăn thật là nhiều để cho lớn thật cao, để thật là thông minh. Đồng ý không? Vâng ạ. Còn Thanh Hằng, Thanh Hà thì xin gửi lời chúc tới tất cả các thầy cô giáo luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn dạy tốt. Một lần nữa Thanh Hằng, Thanh Hà xin cảm ơn và hẹn gặp lại.